Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Đây là một clip tán gẫu cuối tuần thay cho clip tán gẫu chủ nhật vào ngày mai. Ở trong cái clip này thì chúng ta sẽ cùng bàn luận về cái meta tàng hình. Và ở thời điểm này thì không phải là mỗi team ma mà còn là cái team tiết đá nữa cũng có khả năng tàng hình. Và nhân vật chủ chốt ở trong cái clip ngày hôm nay đó chính là Sernia. Nhưng mà trước đó thì chúng ta sẽ cùng phân tích về cái khả năng tàng hình. Tàng hình là một trong những cái mà xuất hiện nổi bật ở trong cái thời kỳ của team ma. Nhưng mà trước đó thì Sernia xuất hiện với cả bảo vật vàng của nó, đó chính là vương miện Senin, cũng đã giúp cho team bạn cũng có khả năng tàng hình rồi, nhưng mà chưa mấy hiệu quả. Một phần là tại vì những Pokemon có khả năng tàng hình thì hồi đó lại chưa được mạnh. Đến thời kỳ team ma này thì Luala này với cả dàn team ma của nó thì nó đã có cái mặt trăng che giấu gọi tàng hình lúc đầu rồi này, nhưng mà nó cũng không được tính gọi là cái tàng hình bình thường ở trong cái vương miện Senin của Sernia để kích hoạt. Vậy nên là với team ma, sau khi các bạn có 3 Pokemon hành động xong hoặc là chưa kịp hành động bị khống chế cũng được thì nó sẽ mất đi hiệu ứng mặt trăng che giấu bình thường gọi là tàng hình. Và sau khi tàng hình như thế này xong, 3 Pokemon như thế này thì lúc đó đủ 3 Pokemon tàng hình rồi là team bạn dưới tác dụng hiệu quả của cái vương miện Senin thì cả team nó sẽ được tàng hình. Và đây cũng chính là một trong những cái mà giúp cho team ma làm cho bên kia không được tấn công được này. Và trong cái thời gian bên kia không tấn công thì đương nhiên là cũng sẽ không ra skill, không lên đầy nộ hay là những cái khác. Vậy nên là thời kỳ team ma tàng hình là một trong những cái cực kỳ là khó chịu này. Và không chỉ với mỗi team ma, đến thời kỳ của team thiết đá thì cũng có khả năng tàng hình, có lẽ là từ khoảng một tháng trước rồi, với sự xuất hiện của Seimin. Seimin thì khi ra skill 2 nó sẽ có khả năng tàng hình ở trong dạng Sky của nó ấy. Thì với việc bạn đã có đầu tiên là Sernia này, xong rồi Seimin này, xong rồi là thêm nữa là Mega TNC đang được đặt một cái lõi linh hồn. Lõi linh hồn này thì nó được tạo ra từ Magena. Magena thì trong lượt đầu nó sẽ đặt hiệu ứng lõi linh hồn này lên một đồng đội hệ thép hoặc là hệ tiên bên bạn có cái sức tấn công cao nhất. Lên hệ thép thì là giúp cho đồng đội đó được tấn công 2 lần này. Và đến thời kỳ này thì chuyển sang hướng team tiên rồi, đặt lên đồng đội hệ tiên, trong đó là Mega TNC thì đặt lên đồng đội hệ tiên sẽ được tàng hình luôn. Vậy nên là đã sẵn một con tàng hình rồi. Vậy và chỉ cần chờ đến đó là việc Sernia. Sernia khi ra skill 2 thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng chế độ thư giãn. Chế độ thư giãn này là nó sẽ giúp cho chính nó với cả ngẫu nhiên một đồng đội hạng sau sẽ được tàng hình này. Và chính vì với 3 Pokemon tàng hình như vậy rồi thì tiên đất đá cũng có khả năng tàng hình ở thời điểm này. Đủ điều kiện kích hoạt hiệu ứng vương miện Senin là bây giờ như các bạn thấy đây, toàn bộ team đã được tàng hình. Trước khi đi phân tích tiếp về cái tàng hình thì chúng ta sẽ cùng ngó trận đấu này để các bạn thấy là cái tầm quan trọng của tàng hình. Mình đã vừa bị đánh xuống rồi, nhưng mà với cái kiểu xây dựng tàng hình như này thì nó rất là có hiệu quả. Trận đấu như này đây, mình sẽ cùng phân tích về cái khả năng tàng hình này. Thì bên kia, một trong những team mà nuôi tốc độ cao thì đây, với Sernia của mình ra skill 2, cả team bây giờ đã được tàng hình rồi. Tàng hình thì đương nhiên các bạn sẽ thấy đó là Shiny Mega Tyranitar này, xong rồi cả Necroma bên kia cũng sẽ không được hành động rồi. Khi hành động thì Shiny Mega Tyranitar tạo ra được một cái tường đá, hay là những Pokemon khác cũng tương tự như vậy. Và chính vì trong cái thời kỳ này nhìn thấy đang tàng hình bên kia là bên mình được tàng hình trước thì có ưu thế đó là lên nộ được sớm hơn. Và trong lúc bên kia mà trước đầy nộ chưa tạo ra được những cái skill để có thể bảo vệ cho bản thân thì bên mình cũng đã tranh thủ được một lượt để tấn công trước. Trước đó là thời kỳ của team ma, còn bây giờ đến thời kỳ này tiết đất đá thì với việc tàng hình xong rồi là khống chế thì đang gặp được rất là nhiều cái hiệu quả. Một tháng trước thì có hai cái team tiết đá đối chọi với nhau ấy, thì cái tàng hình này có lẽ là sẽ lợi với những cái team mà không phải là tàng hình, không phải là cái team đất đá ấy, bởi vì là cái khả năng sinh tồn nó sẽ tốt. Còn đến thời điểm này thì với sự xuất hiện của Necroma thì cái tàng hình nó lại càng có hiệu quả hơn. Bởi vì như các bạn thấy là chưa kích hoạt được một số cái hiệu ứng skill ấy để bảo vệ bản thân này, xong rồi là tàng hình này, xong rồi Necroma nó bắn rất là rát luôn này. Thì với việc hành động một cách liên tục như thế này thì team bên kia nó cũng sẽ kiểu dạng như là bị kém hơn hẳn so với cả team bên mình. Với việc đó là bên mình đã có được một cái lợi thế ở một lượt, nó rất là hiệu quả. Thì đây chính là một cái meta của Sernia nuôi tốc độ cao ra skill 2 trước để tạo ra hiệu ứng tàng hình. Nó có quyết định quan trọng đấy, bởi vì là bên nào ra Sernia trước bên đó được tàng hình mà, và nó chỉ kích hoạt được lúc đầu ấy.
Lúc đầu là kiểu dạng như sẵn một con tàng hình, xong rồi ra skill 2 thêm hai con nữa. Còn những đợt sau của dạng như là có lúc đặt lõi linh hồn lên Mega TNC rồi. Nhưng mà đây, ví dụ lúc này đặt lên Mega TNC rồi, nhưng mà chưa biết là có thêm Pokemon nào nữa cũng có khả năng tàng hình hay không, để có thể kích hoạt được một cách gọi là đồng bộ nhất tàng hình. Vậy nên là trong một cái đợt gần đây thì việc Sunia được nuôi một cái tốc độ cao đang là một cái meta khá là tốt, để giúp cho thứ nhất là Necroma nó cũng sẽ an toàn hơn, và cái team của bạn tàng hình được hành động gọi như là miễn phí một lượt cũng rất là hay. Và đến lúc bên kia định thần lại bên mình đã hiện nguyên hình rồi thì cũng đã bị tan tác đi rất là nhiều. Một tháng trước ấy, thì dạng như là hai cái team thiết đá đấu chọi với nhau thì cái khả năng sinh tồn nó cũng đang tốt sẵn rồi, và cái tàng hình đó dạng như là nó cũng chưa có quá nhiều cái hiệu quả so với bây giờ, bởi vì bây giờ là đang có Necroma, một con đam rất là cao, tranh thủ bắn. Nhưng vậy là cái team bên kia cũng đã bị mất đi rất là nhiều cái hiệu quả rồi. Giờ dạng như là tàng hình này, xong rồi Shiny Mega Tyranitar đi trước này, xong rồi là tạo được núi đá này, các kiểu nó đều có lợi hơn rất là nhiều. Và chính vì như vậy mà trận đấu này mình có thể giành được chiến thắng dễ dàng hơn, bởi vì cái nuôi Magena, nuôi Magena là một này, xong rồi nuôi Sunia với cái tốc độ cao để giúp cho nó, giúp cho team tàng hình lúc đầu. Lúc này coi như là cái bộ 5 đang được thịnh hành rồi, có các top luôn. Thứ nhất là bộ 3 này để giúp cho team tàng hình, Shiny Mega Tirata thì nó là quan trọng. Thiếu nó bây giờ thì bạn sẽ bị team của có Necroma bắn phá một cách dễ dàng hơn. Và ngoài ra nữa thì nó cũng là một con tạo ra hiệu núi đá chặn bên kia rất là nhiều. Nói chung bộ 5 này hiện tại bây giờ mình cảm thấy là không thiếu rồi. Trừ phi là ai không nuôi Necroma thôi, chứ còn đâu với tiết đá thuần kẹp thêm Necroma bây giờ với cây tàng hình như thế, nó đang có quá là nhiều hiệu quả luôn. Và thêm một Pokemon nữa thì có những người sẽ chơi đó là thêm Gigare nữa, trở thành tiên đá kết hợp với cả Necroma. Đó là một cái team cảm thấy rất là hiệu quả. Các bạn còn nhớ hôm trước thì mình đã test với việc đó là cho thêm Songaleo vào trong đội hình để kích hoạt được cái nội tại của Magena ấy. Đó là ba Pokemon tiên thép có trong team thì có thể một bẫy trọng lực ngay từ lúc đầu luôn. Bẫy trọng lực này thì rất là hay, làm cho một bên địch ấy, kiểu như một con nó sẽ bị hiệu ứng, không hành động được, mà lại xui lại trúng ở Magena, Mega TNC bên kia được nuôi với tốc độ cao nhất. Đáng lẽ ra là nó sẽ hành động, nhưng mà nó bị trừ đi tốc độ ở Zmu 6 của mình. Thế nên là Sunia bên kia, mặc dù là cái tốc độ thấp hơn, nhưng bên mình chưa kịp kích hoạt tàng hình chẳng hạn, giao đòn skill 2 phát là bên mình nhìn thấy bên kia tàng hình thôi, cũng chưa làm được gì cả. Thế nên với việc tàng hình này, hiện tại cứ mỗi một khi có S cộng mới tàng hình thì nó lại có một cái kiểu meta khác nhau, đến thời kỳ sau thì lại có thêm S cộng mới hơn nữa rồi, ví dụ như Mew Origin chẳng hạn, và sau lại Shiny Mega Gardevoir, thì cái meta tàng hình này nó cũng sẽ bị bớt đi, không phải là lúc nào cũng sẽ kích hoạt theo kiểu cái công thức vừa rồi nữa. Như các bạn biết là đợt trước ấy, Seimin hay là kiểu giả Giachi đều rất là ổn ở trong cái team tiết đá trước khi Necroma xuất hiện, nhưng mà với thời điểm lên này bây giờ ấy, thì với những người chơi nuôi Necroma quá mạnh như vậy rồi thì bắn team nó rất là ác. Việc bạn bây giờ là bạn muốn đọ với cái team mà có bậc bắn ác của Necroma như vậy thì bạn cũng sẽ cần thêm nữa, đó là Necroma với nuôi ở trong team thiết đá. Thì cũng tương tự như vậy thôi, với cái team tàng hình như thế này thì cách đầu tiên đó là bạn sẽ phải nuôi cũng theo ý chỉ cách tàng hình bên họ, và Sunia của bạn sẽ phải cần nuôi tốc độ cao hơn. Trong đó thì bây giờ nhá, Sunia là một con có tốc độ không phải là quá cao đâu, ngay cả khi các bạn đã tăng max rồi, nhưng mà cả Mega TNC các bạn đến 22.000, Sunia chỉ có 18.968 thôi. Với việc đó là phải để cho Sunia tốc độ cao đi trước Mega TNC, thì có một cái món đồ gọi là tăng tốc độ cực kỳ, đó là thanh kiếm bất tử. Trong vòng 4 lượt đầu, tốc độ và sát thương mỗi loại tăng thêm đến 24%, tăng thêm 24% của cái gần 19.000 cái tốc độ này, 19.000 cứ coi như là 20% đi, là 3.800 rồi. 3.800 đấy thì bạn cộng vào đây thì cũng là được 22.000 bao nhiêu rồi, 23.000 rồi, kiểu dịm hơn Mega TNC luôn. Thế nên là với việc bây giờ đó là đang nhiều người đang xây dựng cái đội hình tàng hình như vậy, với Senior kết hợp thêm đó là thanh kiếm bất tử, 24% tốc độ mà các món đồ khác không, hầu như không có đâu. Thanh kiếm bất tử này thì có thôi, có những món đồ khác rồi, dạng như bạn chuông chối buộc này tăng thêm đến 8%, nếu bạn nâng lên đến tầm đột phá cộng 7 với cộng 15% thôi, vẫn chưa có khả năng đó là có thể vượt qua được Mega TNC đâu. Thì cái hiệu ứng thanh kiếm bất tử này là một trong những cái quan trọng để có thể quyết định Sunia nó sẽ nuôi tốc độ cao.
thì không phải ngẫu nhiên mà là có một món bảo vật VIP 15 thanh kiếm bất tử, nhưng mà bây giờ bạn hoàn toàn có thể mua được nó với giá 1 triệu ở trong gói Rayquaza. Nhưng mà cái việc mà làm cho cái tin tàng hình của bạn không phải lúc nào cũng diễn ra theo một cái công thức hiệu quả như thế đâu. Bạn cũng có thể là sẽ không kích hoạt được hiệu ứng đó khi mà Raimon Kyo ở bên kia xuất hiện và gây ra hiệu ứng đó là thay đổi vị trí hành động của team. Nếu giả sử mà thay đổi vị trí hành động làm cho Sonya đi ở gần Beth, mà trong đó Mega TNC bên kia lại đi ở ngay từ đầu luôn, thì cái hiệu ứng tàng hình của bạn lại không được kích hoạt đâu. Cho nên là chỉ cần một số cái tác động phụ như vậy cũng sẽ làm cho cái team tàng hình này nó sẽ mất đi cái công thức đáng lẽ ra là được tàng hình rồi, nhưng mà bị thêm nhiều một số cái nữa. Việc đầu tiên, ví dụ như Raimon Kyo cháo vị trí làm cho con Mega TNC đi trước thì coi như là cũng sẽ không đủ điều kiện để kích hoạt. Và cái tiếp theo nữa là với việc Mega TNC sử dụng đó là cái sáo. Cái sáo thì nó sẽ có ngẫu nhiên một địch sẽ có hiệu ứng đó là bị mê hoặc ngay từ lúc đầu. Nhớ đâu chúng Sonya thì sao? Chúng Sonya thì team của bạn Sonya nó cũng sẽ không ra skill 2 mà nó sẽ đánh bằng skill 1, vậy nên là cũng sẽ không kích hoạt được cái tàng hình đó. Vậy nên chơi với đội hình đấu với cả cái team tàng hình này ấy, có một số Pokemon có thể là tạo ra được các cái hiệu ứng mà làm cho cái hiệu ứng tàng hình này không được kích hoạt được nhiều. Nhưng mà tranh thủ nếu mà bên nào mà không thể phá được cái hiệu ứng tàng hình này thì bên mình vẫn có thể tấn công một cách hoành tráng, giống như là Necroma vừa rồi bắn phá một cách rất là ổn luôn. Rất là nhiều Pokemon bên kia cũng đã tử trận. Thì đó chính là cái hiệu quả của bây giờ. Rất là nhiều người chơi đang sử dụng Sonya nâng mạnh với cái tốc độ cao như vậy với bảo vật vàng đó là kiếm bất tử, mà mình đã vừa nâng nó lại 11 sao đây và đi cùng với tiết đá để xác định tiếp theo là mình sẽ đi theo hướng team sắc đẹp Miojin Soi Shiny Mega Gardevoir nữa. Nhưng mà cho cá vào ấy, nó cũng sẽ có một cái tình huống đó là những người chơi bên kia mà một người chơi nuôi mạnh rồi, sát thương gây ra cũng rất là ổn, các kiểu ví dụ tiết đá thuần chẳng hạn, hoặc là kẹp thêm Necroma mà nuôi vẫn đang tốt ấy, thì một con cá vào nó chỉ có tác dụng mỗi khi bị kiểu thay đổi vị trí đó thì nó cũng sẽ không đạt được hiệu quả. Mà team bây giờ nhá, đang có 6 con kiểu dạng như liên kết với nhau rất là nhiều, bạn bỏ đi mất một con xong bạn thay thế bằng một cái con khác với một cái mục đích nào đó thì cũng chưa chắc là nó sẽ giúp cho cái team bạn có thể tốt được đâu. Ví dụ như đợt trước mình vẫn đang sử dụng cái tiên đá nhưng mà lại kẹp thêm với team ma, và với cái team ma ấy mà được, lúc đó mình đang dồn hết đồ dành cho tiết đá rồi, không còn lại cho team ma nữa, mà team ma thì cũng sẽ có khả năng đó là chống được cái cả cái hiệu ứng tàng hình này nếu các bạn nuôi tốt. Giống như thế này, hồi trước mình nuôi cái team ma kiểu như thế này, vừa có đủ 3 bộ 3 team ma nhá, lại kết hợp với cả tiết đá nhá, và với việc bên kia họ sử dụng phát tàng hình này mà bên mình cũng chưa kịp hành động gì, nhưng mà đến lượt hành động của Luala Masadao với cả con Mimikyu này thì lúc đó bên mình cũng vẫn được tàng hình luôn. Bởi vì nếu mình nuôi Luala tốc độ cao xong rồi đến Masadao nữa cũng tương tự như vậy, thêm cả Mimikyu thì đầu tiên là hiệu ứng mặt trăng che giấu, nhưng mà xong rồi hết lượt hành động đó thì mặt trăng che giấu nó chuyển sang trạng thái tàng hình bình thường. Và tàng hình bình thường như vậy xong thì coi như là bộ ba này cũng coi như là có 3 con tàng hình, thì team mình cũng sẽ kích hoạt tàng hình, bên kia cũng lại vừa kích hoạt tàng hình. Bên mình kích hoạt tàng hình theo kiểu mà tự tàng hình thôi, chứ không phải là nhờ một Pokemon nào mà xông lên tấn công tạo ra tàng hình như vậy được nữa. Như vậy là cả hai bên đều tàng hình và đến lượt hành động sau thì mình cũng vẫn được an toàn. Nhưng mà điều kiện thì cũng vẫn tương tự như vậy thôi, đó là bạn sẽ cần phải nuôi những Pokemon bạn với tốc độ cao thì mới có thể là hiệu quả. Và với việc bạn đang sử dụng Sonya với cả team tàng hình như vậy, chỉ cần một cái kẽ hở nữa thôi là bạn sẽ bị phá, và lúc đó là team bạn cũng sẽ bị bên kia phản công lại và tỷ lệ thua nó cũng sẽ cao hơn. Nhưng nói gì thì nói thì với việc sử dụng Sonya với cái khả năng tàng hình như vậy cũng đã làm cho team của bạn tốt hơn phải nói rất là nhiều rồi. Đến thời kỳ sau có Miojin thì cái khả năng sinh tồn của nó với cả giúp đỡ hộ cho team của bạn cũng vẫn tốt. Thì lúc đó nó theo kiểu một chiều hướng khác rồi. Càng dần có S cộng mới tốt hơn thì có một số cái cách chơi như vậy nó cũng dần dần mất đi một số cái hiệu quả. Đến thời kỳ của con Shiny Mega Gardevoir nữa, lúc đó thì hiệu ứng sáo này xong hiệu ứng mê hoặc của nó nữa, sợ là lúc đó Sonya cũng sẽ không có cơ hội kiểu như là chuẩn bị được hành động để ra được đòn skill 2 như vậy đâu, bởi vì là rất là nhiều hiệu ứng mê hoặc luôn. Hên xui dạng trúng vào phát đâu trúng vào Sonya chẳng hạn thì
hiệu ứng tàng hình coi như là cũng mất tích luôn. Nhưng mà bây giờ nếu mà việc mà bạn đang có sẵn như thế này rồi thì vẫn nên sử dụng thôi, bởi vì nó đem lại cái hiệu quả của bạn rất là cao. Và đây là một trận thua của mình này. Giống như kiểu như này, đấy các bạn để ý thấy nhá, là ngay tức đó là con Sunil của mình bị dính hiệu ứng mê hoặc. Và lúc đó thì bên mình lại không có kích hoạt được hiệu ứng tàng hình nữa. Chỉ cần một phát như thế thôi là coi như là phá hết rồi. Và cái hiệu quả không có tàng hình thì cũng là lúc bên kia cũng sẽ được hành động. Và bên mình đã bị thua kiểu như thế này, với tỷ lệ đó là 1/6 Sunil của mình bị dính hiệu ứng tàng hình. Nhưng mà nếu bạn mà sử dụng có thêm đó là Raimon Kyo có ở trong team nữa đi, thay thế cho Luala chẳng hạn này, mình lấy ví dụ thay thế cho Luala ấy, thì bên mình sẽ không bị cái hiệu ứng tàng hình đó của Sunil mà vẫn có thể tàng hình được, bởi vì là Sunil thì nó cũng sẽ không bị mê hoặc nữa. Nói chung là có thêm nhiều cái hiệu quả hơn. Và đây là Sunil nó ra hiệu ứng skill 2 rồi. Nhưng mà rất tiếc lúc này thì Luala thì nó cũng đang tàng hình sẵn rồi, nó không đặt lên Necroma để tàng hình nữa. Vậy nên là cái hiệu ứng tàng hình của team mình nó cũng coi như là bị phá sản. Thì có rất là nhiều cách giống kiểu như vậy để phá cái kiểu tàng hình. Và chỉ cần một kiểu như vậy thôi là team mình cũng nếu mà đấu với cả những người chơi mà thấp lực chiến hay là nuôi kém hơn mình thì mình vẫn giành được chiến thắng đấy. Nhưng mà nếu mà nuôi đấu với cả những người chơi như mình hay giới thiệu đây là toàn hơn mình 1 triệu lực chiến cao hơn rất là nhiều, Zmu cũng đầy đủ hết rồi, thì cái tỷ lệ mình bị thua lại sẽ càng cao hơn. Trận này thì người chơi này giành chiến thắng. Thì khi bạn review một cái chiến lược giống như kiểu như vậy thì cũng sẽ rất là nhiều người cũng sẽ cảm thấy ổn và đi theo ngay. Và đi theo ngay như vậy, họ nuôi mạnh hơn mình thì họ sẽ lại giành chiến thắng trước team của mình. Nhưng mà thực ra là nếu bạn mà chịu khó tìm hiểu ấy, thực ra cái này là mình chỉ cần nhìn một người chơi đánh mình thôi, hoặc là xem một trận đấu ở các top PvP ấy, một cái kiểu tàng hình như này phát mình sẽ nhận ra được luôn thôi, và sau đó là mình sẽ làm theo ngay. Trước đó thì nhà giả sử nhá, mà cái kiếm này ấy, ở trong trận đấu nó không hiện lên thì cũng sẽ rất là khó khăn để có nhiều người nhìn hiểu được đó là cái kiếm bất tử đi cùng với cả Sunil. Nhưng mà hầu như trong trận đấu thì nếu mà Sunil sử dụng cái kiếm bất tử này, nó sẽ kích hoạt xong rồi kèm theo là nó hiện lên luôn, thì nhiều người chơi cũng sẽ đoán được đó là cái kiểu nuôi Sunil với kiếm bất tử để giúp cho team của bạn tàng hình. Thì bạn nói chung là chỉ cần bạn chịu khó thôi, bạn nhìn những người chơi khác họ tấn công mà nhìn thấy có những cái công thức hay là chiêu thức nào đó hay chẳng hạn thì bạn cũng có thể làm theo. Và nếu bạn nuôi mạnh hơn thì bạn sẽ là người có lợi thế hơn. Thực ra kiểu này nếu ở bản tiếng Anh ngày trước ấy, với cái team sắc đẹp ấy, cũng có là những người chơi top ở bản tiếng Anh họ đã sử dụng rồi. Lúc đó thì nhiều team theo kiểu sắc đẹp hơn, nó kích hoạt được nó cũng dễ dàng hơn ấy, so với bây giờ. Mà như hôm trước là mình có review một trận đấu của team sắc đẹp thì phải, cũng lâu lâu rồi, thời kỳ đó là Shiny Mega Gardevoir xuất hiện. Thì cái team với bạn đang có cái mương miệng của Senin. Nhưng miệng Sinin bây giờ thì bạn cũng có thể nạp đến 500k lấy một cái món bảo vật xịn để giúp cho cả team tàng hình giống như vậy. Mình xin kết thúc cái clip mà tán gẫu cuối tuần về cái meta tàng hình Sunil kết hợp với kiếm bất tử ở đây. Thực ra là cũng sẽ không khó khăn đâu. Bạn chỉ cần chịu khó xem lại những trận đấu mà như tại sao bạn lại bị thua này, xong rồi hay xem các top mà họ build như thế nào này, bạn cũng sẽ nhận ra ngay thôi. Và nếu đó là một cái tốt chẳng hạn thì nên làm theo. Và với việc cứ chia sẻ như thế này này thì nó cũng là một cái bất lợi dành cho cái team của mình đấy, bởi vì khi biết được đó là mình đang sử dụng cái chiến thuật như thế nào rồi thì, và kèm theo nữa là mình còn đưa ra là những cái hướng giải quyết như vậy, thì những người chơi khác họ hoàn toàn có thể làm như vậy xong là team mình sẽ bị đập ngay xuống thôi. Lúc này mình đang ở hạng 2 thì chưa biết đến ngày mai thì có bị bay xuống hạng nào nữa không. Ok, hẹn gặp lại các bạn clip kế tiếp.